Hello, xin chào các bạn yêu mến đồng hồ cơ cổ. Thì hôm nay mình có nhận của một anh bạn quen cái máy đồng hồ rồi. Máy này là máy Kenji, xong tiền nha các bạn, của Đức. Trời sao rớt hết máy ra rớt trơn. Bụng nó trơn rồi nè. Đây là cái ổ cót này là còn tốt nè. Còn cái ổ phía bên 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 nhà bên điểm giờ thì còn tốt, nhưng mà bên giờ chạy thì nó bể răng cái mà bể hết mấy răng. Thì nó nằm chụp vô trong đây nè các bạn, chụp vô trong mấy rãnh, nó có 6 cái rãnh nè, chụp vô xong nó xoay ngang qua thì nó lóc lại, nó bẻ mấy cái này ra cho nó giữ lại nằm trong đây. Thì cốt của nó là gãy cốt, gãy cái loại giữa. Thì cái ổ này thì mình thứ nhất là mình phải làm cái sơ mi này lại, nó bị lệch các bạn thấy không, nó bị rơ chỗ này á, là vô lắc lắc là nó lại gãy răng nữa nè. Không, xong coi như là lệch hết 5 gem, 54 luôn, coi như là 5 5 6 gem á, rất là rơ luôn. Rồi mình sẽ làm sơ mi này lại ha, nhưng mà trước khi mình làm sơ mi mình sẽ gia công cái bánh răng này mới. Thì cái phần răng này thì trong nhiều cái mấy cái clip trước mình có làm rồi, nhưng mà cái này thì nó còn thêm mấy cái rãnh này nữa để cho nó chụp vô đây nè, nó xoay lại ha. Thì mình sẽ tiến hành gia công cái này cũng như là chế cái đồ mà để xoay để phay cái này luôn. Rồi sau này mời các bạn cùng đón xem nha. Rồi, giờ mình tiến hành mình làm gia công cái bánh răng các bạn. Thì bình thường cái này mình để trong cái bàn mình hàng, nhưng mà sẵn quay thì thành ra mình phải để lên trên đây.
Rồi, giờ mình tiến hành mình phay chia răng trước các bạn ha. Cái thằng này nó ác lắm, nó 71 răng. Chứ 70 răng thì còn dễ chút, 71 răng. Rồi, mình phay 71 răng trước đi. Bắt đầu mình mới làm những cái rãnh sau. Lỗ này cũng mòn bị méo quá, chút nữa mình phải khoan mình tính lại cái lỗ này. Đạt tới 5 dèm á, 5-6 dèm á, mỗi ly. Cái dĩa phay này là tự chế nha các bạn, chứ không phải là đi mua không có. Thao tác này là mình canh tâm các bạn ha, canh cho cái đĩa phay đi ngang qua cái tâm của cái ngang qua cái tâm của cái răng, chứ không là nó ra cái răng xíu.
Rồi giờ tiến hành mình phay ha các bạn ha. Thì cái răng này mình, cái độ sâu của cái răng này, độ cao của cái răng này là mình lấy đo đường kính ngoài, xong rồi đo cái đáy của cái răng này, xuyên qua tâm nha các bạn. Cái kích thước của mình mới chi 2 thì mình tính ra là 16,5, 1 ly 6,5, 1,65 ly.
Rồi ok các bạn. Mình sẽ bỏ lên trên máy tính, mình vớt cho nó sạch sẽ rồi ha. Xong mình chích rảnh để chụp vô cái ô cốt nữa là xong. Rồi sau khi phay chia răng đều hết rồi các bạn, bây giờ mình bỏ lên máy mình vớt sơ để làm nguội đồ lại ha các bạn ha. Mình chích cái rảnh. Chích mấy cái rảnh này. Để cho nó gắn vô trong cái ô cốt á. Rồi, mình đánh dấu nó 6 cái rãnh này các bạn, bây giờ mình khoan. Để làm cái này mình có chế cái này nè. Cái này ta xiết đi. Những cái đầu khoan vô nè. Ở trong đây để siết cứng thì mình có gắn một cái lá thép với sợi dây thiều đồng hồ Việt Đức đó các bạn, sợi dây cót á. Mình chích cái rảnh ngàm sập trong đây, mình bỏ cái cọc này vô để mình siết á. Nó chỉ đè cọc này xuống chứ nó đè cọc dây cót xuống nè, chứ nó không có đè trực tiếp lên cái này, nó tránh làm hư cái này các bạn ha. Làm mớp cái bạc đạn hoặc là bị chày rồi á.
À, cái mũi này là ok đó, tìm mũi đủ thứ, mũi khoan, mũi phay, CNC các kiểu không được, cuối cùng mình lấy mũi này mình làm được ok này. Mài bằng cái này, mài bằng cái đầu đi làm cái mũi phay, ăn từng lớp mỏng mỏng hơn mà ha. Thì phía trên cái có trong đây có một cái lỗ đầu tiên, mình chưa có kinh nghiệm mình làm bằng mấy cái mũi kia nó hơi xấu một chút, còn mấy cái mũi sau là đẹp luôn. Rồi. Cái đĩa này ấy là 2 ly, còn cái này là 3 ly ha. Bây giờ mình vớt ăn gian, mình cố tình cho nó dày chút để cái răng nó chắc ha các bạn. Mình vớt ăn gian cho nó sập chút cho cái này nó âm vô luôn. Tức là cái vành của cái đĩa này nó sẽ gói một mí chút xíu lên đây ha các bạn, 1 ly cho nó chắc. Rồi, đầu tiên mình khoan cái lỗ tâm trước ha.
nó gắn vô nó phải xây ra được, nhưng mà nó làm cái ngày mình chỉ có ly mấy thôi đó. Nó mà mình xây qua không được là nó rớt ổ cốt rồi. Rồi gắn trên máy nhìn không rõ, chút xíu mình đem xuống dưới anh quay cho các bạn coi nó sẽ rõ. Làm xả mới hàng ra. Đó, nó ấp vô gì nó còn nó xây lại được, nó vô xây qua cái ngàm ấp vô chứ không đâu là xài thời gian nó lại rớt ra ha. Xây...
Ok, giờ mình làm nguội sơ lại nữa thôi. Trang thì đi đúng bước hết rồi. Bây giờ chỉ nè, làm nguội mấy cái đỉnh cho nó hơi láng láng này, để với mấy cái bài vớ hồi nãy mình tiện dính nè, cho nó sạch nữa thôi. Này gắn vô là xài ha. À, bên con cái này nó còn đứt cót nữa, phải móc cót lại nữa. Rồi sau khi mình khoan lỗ, mình bẻ lại cái đầu rồi cót hả, thì cái này bây giờ mình gắn vô thử nha. Rồi sát xuống rồi đó. Giờ mình cũng chưa biết là nó tán đầu bên nào thì cho nó gắn vô cho nó quay, rồi xong mình bẻ cái này xích ra chút xíu ha các bạn ha, cho nó đừng có rớt cái dòng này ra thôi. Nhưng mà cái bản thân cái ô cốt này nó bị gãy cũng nhiều đầu lắm rồi. Giờ mình bẻ nữa là có khi là nó gãy luôn á. Nó rụng hết á. Sơ sơ thôi. Mấy cái gãy cả hai đầu luôn. Rồi. Rồi. Sau khi mình tháo máy ra, mình vệ sinh rồi mình đóng lại mấy cái sơ mi bị mòn lỏng cho cái máy này ha, thì bây giờ mình ráp cái ô cốt thử nha. Ô cốt mới làm nè. Nó có chạy qua dài rồng im ru, không có dấp không gì là ok các bạn.
Rồi, ok các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.